Các bác, hôm nay là ngày 30 tháng 11, cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu mọi người lô cắt cỏ các bác nhé. Thì cái lô này gồm có 14 cây cắt cỏ cho các bác lựa chọn này. Đây, Mitsubishi này, Honda này, Mitsubishi, Estin. Đây, cây này quá đẹp này. Tanaka này, cây này đẹp đến 95% cho các bác, quá đẹp luôn. Cây này cũng là cây beo, có chợ được nha. Mitsubishi, đây là cây Robin này, Echo. Thì số điện thoại cửa hàng bên em là 0976123320. Bác nào muốn mua hàng cứ liên hệ qua số điện thoại 0976123320. Em sẽ tư vấn thêm sản phẩm. Em xin phép khi các bác mua hàng bên em thì cái sản phẩm theo kèm gồm có một cái chén cỏ này. Đấy, đồ vặn này. Một cái ổ để quấn cước này. Một trong hai lưỡi cho các bác chọn lưỡi tròn hoặc lưỡi vuông này. Một cái dây đeo. Đó. Thì em xin phép giới thiệu chi tiết cái lô máy cắt cỏ ngày hôm nay. Đầu tiên là một con lô này lô X các bác nhá, lô X nhá. Đấy. Đầu tiên là một con Echo. Thường như thường lệ thì em sẽ bán một con chào hàng các bác giá rất là rẻ, con này Echo Green. Đấy. Con này thì giá quá rẻ cho các bác luôn. X1 ngày hôm nay. Đây, máy dọn riếc, dọn sạch sẽ gọn gàng cho các bác này. Đấy. Đây. Tay lái này, đây. Công tắc nằm trên đây luôn. Chạy chế oan maru ạ. Đấy. Trời mùa này tối rất nhanh. Green AT 222G Q-Zip. Dòng này chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nó là lòng 32 ly. Lòng 32 ly con X1 ngày hôm nay. X1 lòng 32 ly nhá. Con này giá của nó là đi 1 triệu bao ship cho bác này. 1 triệu bao ship. 1 triệu bao ship. Với X2. X2 là con Echo AT24. Con này lòng 33 ly. 33 ly. Đây, máy còn rất là đẹp nhá. 33 ly. Đấy, nó cũng giống con X1 thôi, nhưng công suất sẽ lớn hơn. Con này thì giá nó khá rẻ, chạy chế oan maru. Đấy. Thích hợp cho các bác nào mà dùng máy ít, mua con máy về dùng gia đình chạy ngon, bổ rẻ, tiết kiệm nhiên liệu thì các bác có thể lựa chọn con này X2 ngày hôm nay. 1.200.000 bao ship. Ok. X3 ngày hôm nay. Đây là một con Robin. Con này là Robin. Con này là 23cc lòng 32 ly. Robin này là Robin cổ ngỗng nhá. Con này thì máy rất là đẹp các bác thể thấy này. Đấy, con này mà các bác nào mà dùng vườn ao chuồng thì các bác lựa chọn con này, hoặc là lên đồi cắt dao thì khá ok luôn. Con này trọng lượng rất là nhẹ. Nó rơi tầm 3,6 kg, 3,7 kg thôi. Chùm nhôm này. Chạy bao bền bao ngon. Thì các bác nào mà quan tâm đến những cái con nào á thì các bác mà muốn chốt hay là muốn nghe tiếng nổ của những con nào thì các bác có thể liên hệ qua số điện thoại 0976123320. Em sẽ test cho các bác nhé. Ok. Tất cả đều zin ạ. Con này thì nó có trợ lực nhá. Robin 23 này. Con này thì máy rất là vip luôn. Giật nhẹ nhàng. Giật gảy phát nổ luôn ạ. Nhẹ nhàng luôn. Con này thì dùng thì rất là ok luôn. Dòng này chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, nhẹ nổ, bao bền, tum nhôm. Ok. Còn X3 ngày này giá 1,5 triệu bao ship cho các bác này. 1,5 triệu, máy rất ngon. Ok. X4 ngày hôm nay là một con Robin, cũng là con này, Robin 23. Con này là cũng có trợ lực nhá. Robin 23 có trợ lực tum rời này. Tum rời rất là ngon luôn cho các bác. Đây, máy rất đẹp. Con này là 32 ly, 23cc lòng 32 ly. X4 32 ly. Con này máy rất đẹp đây, các bác có thể thấy này. Tum rời nhá. Cái này các bác có thể gắn ở bình xịt thuốc hay máy bơm nước ok luôn này, rất là ngon ạ. Công tắc nằm bên hông. Cái dòng Robin này các bác dùng rồi các bác biết. Chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ bền bỉ và nhẹ nổ nhé. Nó chạy chế ga ngang 260 on pro lên là nó khá là ok. Chạy tiết kiệm nhiên liệu và nhẹ nổ bền bỉ. Đây, máy quá đẹp luôn, đẹp long lanh, đẹp như ngọc trinh. X4 ngày hôm nay giá là 1,6 triệu bao ship. Đây, ông yếc mẹ. Đẹp quá. Long lanh luôn các bạn. Đó, ok. X4 này.
1.600.000 bao xịn. Okay, X5. X5 này là một con Mitsubishi TB. Con này là TB xem nào. TB 24 các bác nhá, 24cc, 24cc luôn. Lòng 32 ly. Con này thì nó là thuộc cái con công suất tầm trung. Đấy, máy nhẹ nhàng này, nhẹ nổ này. Tiết kiệm nhiên liệu này. Đấy, Mitsubishi, cái như Japan lốc máy luôn ạ. Con này thì các bác chạy thì bao ngon rồi. Bền theo 5 tháng luôn. Mới đến trên 90%. Đấy, nhẹ nhàng. Máy quá đẹp luôn. Máy đẹp. Như Ngọc Trinh. Con này thì nó quá mới, quá đẹp, êm ái nhá. Tùm nhôm. Tùm nhôm chạy rất là ngon. Cái dòng này thì nó vòng tua rất là lớn luôn. Bô sáng bóng luôn. Quá đẹp rồi. Con này các bác nào mà mua về mà xài nhẹ nhàng, bốc khỏe. Đấy. Giá X5 32 ly nhưng 1.800.000. Cái dòng Mitsubishi này thì giá sẽ cao hơn so với những dòng khác vì là nó là cái dòng hệ. Dòng hệ là gì? Nó chạy tiết kiệm nhiên liệu này, bền, bỉ. Đặc biệt là phụ tùng rất là dễ dàng thay thế nha. Ok, X5 này 1.800.000 bao ship. X6 ngày hôm nay một con Mitsubishi TL231 nhá. 231 luôn cho các bác này. Đấy, đợt này về khá nhiều Mitsubishi. 231. Đây. CD của nó là 082759 nhá. Con này nó có trợ lực này. VIP luôn. TL231 có trợ lực nhá. Tum rời này. Tum rời gắn vào bình xịt thuốc hay máy bơm nước ok luôn. Cái dòng này các bác biết rồi, các bác nào dùng rồi thì biết rồi. Chạy thì nó là cực kỳ bền bỉ này, tiết kiệm nhiên liệu. TL nó là dòng máy mà có thể nói là bền bỉ nhất nhì của những cái hệ máy cắt cỏ Nhật Bản. Máy rất đẹp luôn. Có trợ lực luôn, các bác giật nhẹ nhàng, bình xăng trắng bóng này. Đấy, Mitsu này. Tum rời nhá. Con này các bác nào xài gia đình thì, hay là lên nương lên đồi thì ok luôn, vô lưới thiên hạ. Dòng tầm công suất 23-24cc. X6 này 1.700.000 bao ship. Okay. X7 ngày hôm nay là một con single bell. Con bell này thì công suất nó khá lớn các bác nhá, 32cc. 32cc. Đấy. Nòng 37 ly cho các bác luôn. 37 ly. Đây. Đây, thông số đây, máy để nó hơi bụi tí các bác ạ. 32,2cc luôn cho các bác này. Trợ lực nhá. 37 ly trợ lực X7 này. Cái này thì các bác có thể gắn bộ sới vào nhá. Đó là đầu ti lát 7 khía này. 267 nhá. 267 các bác có thể gắn vào bộ sới nhá. X7 này giá rất đẹp luôn cho các bác này, 32cc. Chạy chế ăn một đồ luôn ạ. Máy zin nguyên bản nhá. Đây. Em chưa có lên lắp cái dây ga này nhá. Đấy, các bác thích test máy thì cứ liên hệ gọi em sẽ lắp dây ga cho các bác. X7 này giá là 1.900.000 bao ship. 1.900.000 bao ship đủ đồ 6 món cho các bác này. Quá rẻ luôn. 37 ly ạ. Con này thì nó là siêu phẩm rồi. Tum giờ 37 ly có trợ lực nhá. Đấy, rất là siêu phẩm luôn. Bác nào thích máy lớn, quật cước, rẻ, nòng lớn thì các bác có thể lựa chọn con này. Ok. X7 này 1.900.000. Rồi, X8 ngày hôm nay. X8 ngày hôm nay là một con hoa hậu này. Con này hoa hậu ngày hôm nay rồi, con này quá đẹp rồi. Nó đẹp đến trên 90% cho các bác có thể thấy máy này. Nó quá đẹp. Long lanh luôn. Cần này là cần 287 nhá. Con này nó là 34cc. Made in Japan. Con này là 34cc luôn cho các bác này. Máy rất đẹp luôn, Tanaka. Cái dòng Tanaka này các bác dùng qua rồi các bác biết, chạy cực kỳ bền này, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, cực kỳ bền bỉ, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và cái thứ nhất, thứ hai là, cái thứ ba là nó rất là nhạy nổ nhé. Rất là nhạy nổ cho bác luôn, máy rất đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Con này thì nòng đến 37 ly, 34cc, nòng đến 37 ly cho các bác luôn.
À, con X8 này giá là 2.200.000, bao ship đủ đồ nhé. X8 này 2.200.000. Rất là ngon. Ok. X9 ngày hôm nay là một con trâu bò húc nhá. Con này FS106 này, 37 ly, Estin. Con này thì nó thuộc cái diện mà trâu bò chuyên để cho các bác đi phát chuyên nghiệp nhá. Đấy, quật cước thì phê luôn. Con này thì các bác chạy cước 4 ly cũng được luôn ạ. 4 ly các bác quật phê luôn. FS106 bố côn lớn này. Cái dòng này là nó thuộc cái dòng trâu bò rồi. Chuyên để cho các bác nào thích một cái dòng máy khỏe bền trâu bò nhé, các bác lựa chọn con này luôn. Đây, tay gáo bóp zin nguyên bản rất là ngon luôn ạ. Estin 106 này 37 ly này. Khỏe lắm con này. Đấy, đầu bò thì 3 ốc nhá, gặt lúa thì phê luôn. Gặt lúa hay là gom rơm hay là gom cỏ voi cho bò thì phê luôn ạ. Dòng này chạy nó bao bền rồi. Cái thương hiệu Estin thì các bác biết rồi. Thương hiệu những cái động cơ hai thì thì nó đứng nhất nhì thế giới luôn. Nó là nó và Thụy Điển thì rất là nổi tiếng luôn, các bác biết rồi. Husqvarna. Còn Estin này X9 này 37 ly giá là 2.400.000, bao ship cho các bác luôn. Quá đẹp, quá ngon luôn, con này chạy ok luôn. Rồi X10 ngày hôm nay. X10 ngày hôm nay là con Mitsubishi, con này TL26. TL26 nhá. Thì cái dòng TL này các bác biết rồi, chạy thì bền, nhẹ nhàng, bốc máy khỏe. Đó. Con này tum rời các bác có thể gắn là bình xịt thuốc hay máy bơm nó ok luôn. Con này con TL26 này. Cái dòng này chạy thì cực bền rồi. Đấy. Đầu bò zin Mitsubishi TL26. Cái này thì dành cho các bác nào mà đã dùng qua Mitsubishi, các bác biết cái độ bền của nó rồi. Dùng khá ok luôn. Rất là trâu bò luôn. Đấy, đây seri máy này. Đấy, 095183 nha các bác nhé. Ok. Con TL26 này. TL26 này, X10 này giá là 2.300.000, bao ship chạy bao bền cho các bác luôn. Dòng máy hệ bền bỉ, khỏe, tiết kiệm nhiên liệu và phụ tùng rất dễ dàng thay thế. Bố rất sáng nha các bác nhé, ok luôn. Zin nguyên bản hết nha. Zin đầu bò zin kìa. Đấy, đầu bò rất là đặc biệt nhá. Đấy, đầu bò của Mitsubishi. X10 ngày hôm nay giá là 2.300.000, bao ship ok. X11 ngày hôm nay làm con động cơ 4 thì xăng riêng nhất riêng, dành cho các bác nào mà mình xăng riêng nhất riêng. Đấy. Các bác lựa chọn con này. Đây là buồng nhớt của nó, buồng nhớt nó này, buồng xăng của nó này. Thì con này là con Honda GX22. Con này nòng đến 34 ly cho các bác luôn, tum rời nhé. Tum rời này. Đó, ok luôn. Vẫn là mình chế cháo cái gì đó ok luôn nhé. Tất cả đều zin. Đây các bác. Thì cái động cơ của 4 thì của Honda các bác biết rồi, nó rất là bền luôn. Bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu này, chạy rất là mát máy này, máy rất là bền luôn. Chạy chắc rất là khó hỏng luôn. Đây tum rời. Rất là ngon luôn nhé các bác nhé. X12 ngày X11 ngày hôm nay giá của nó là 2.500.000, bao ship nhé. Nóng 34 ly. Con máy này chạy bền rồi, ngon. Ok. Honda X22 rất là hầm hố luôn. X11 giá của nó là 2.500.000 nhá. Rồi, X12. Con Honda X25. Con này 25cc nòng 30 25cc nòng 35 ly. 35 ly, 26cc nòng 35 ly. Này thì máy dàn áo nó rất là còn rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy. Dàn áo nó khá là đẹp luôn. Vì là trời nó hơi tối cho nên là em lên clip nó không được quay không được đẹp như ban chiều này các bạn. Đây, lốc máy Honda đây các bác thấy này. Con này thì chạy thì các bác biết rồi, hôm qua có lên con L10 L13 và L14. Đấy các bác xúc rất nhanh luôn. Đấy, Honda X25 này thì máy rất là đẹp luôn. Tay gáo bóp zin nguyên bản luôn ạ. Đây,
cần zin nhá. Đầu bò còn cái ổ cuốn cước này, ok nhá. Cái này tay cá bóp zin nguyên bản rất là ngon luôn, tất cả là zin. Tum rời, tum rời các bác có thể về gắn là những cái động cơ bơm nước nhá, thì hay bình xịt thuốc thì nó gọi là quá bền rồi, quá tiết kiệm nhiên liệu và nhẹ nổ nhá. Đặc biệt cái dòng 4 thì giật rất là nhẹ nổ luôn, giật phát nổ luôn, nó rất là nhẹ luôn đấy, vì là xăng riêng nhất riêng. X12 này 2.800.000 bao ship, ok. Honda quá đẹp luôn ạ, đây các bác có thể thấy này, rất là đẹp luôn. Rồi X13, con Honda X25 26cc nòng 26cc nòng 35 ly nhá. Đấy, đây cũng là con X13 này và X12 này cũng là X25. Thì em con X13 này em sẽ giới thiệu qua chi tiết máy cho các bác thôi. Đấy. Đây. Con này cũng là con tum rời này. Rất là ngon luôn các bác nhá. Máy rất là đẹp luôn ạ. Máy quá đẹp luôn. Tất cả đều zin, cần zin này. Đầu bò zin. Đấy. Máy rất đẹp luôn. X13 ngày hôm nay tum rời nhá. Bố con nhỏ đấy các bác có thể thấy này. Mình về chế cháo thì nó rất là tiện lợi luôn. Con này thì mình chế vào cái gì nó cũng ngon các bạn. Vì động cơ 4 thì nó là số 1 thế giới rồi. Không nào vượt qua Honda này. Máy Honda này được cái là nó rất nhẹ nổ. Cái thứ hai là máy rất là mát mẻ nha các bác, chạy nó không bị nóng máy như thằng 2 thì. Vì nó là xăng riêng nước riêng. Các bác chạy cả ngày vẫn cảm thấy mát. Rồi X13 ngày hôm nay giá là 2.800.000 bao ship cho các bác này. 2.800.000 bao ship. Còn cuối cùng ngày hôm nay con X14, con siêu phẩm Mitsubishi TL43 các bác nhé, 43cc nòng 40 ly. Đây, con này là thuộc dành cho các bác nào mà thích chơi những cái dòng máy to khỏe, máy hệ. Các bác có thể lựa chọn con này ạ. Con này thì các bác gắn là những cái nó bố con lớn tum rời, các bác có thể gắn là những cái động cơ mà rất là phổ biến, hay là ví dụ như kiểu máy làm rãnh này, hay là máy khoan đất này, máy xuồng này, ok hết. Con này thì nó quá khỏe rồi, 43cc nó nòng 40 ly luôn các bác này, nó có thể làm tất cả mọi việc. Đấy, con này thì bình xăng lớn thì nó vỡ này, về thì máy bị vỡ bình xăng lớn, bọn em bên em đã thay bình xăng lớn, nhưng tất cả là duy nguyên bản cho các bác nhé. Đấy, mình thay bình xăng lớn đi, vì nó vỡ thì nó không đựng xăng các bác, nó sẽ rò rỉ trong quá trình sử dụng. Đây đầu bò 3 ốc nhá. Con này đi gặt lúa thì phê luôn rồi. Mitsubishi TL43. 43cc nòng 40 ly cho các bác này. Có ngon. Cái dòng Mitsubishi TL các bác biết rồi đấy. Vừa mới trong clip có con 23, 26 và con cuối cùng này là con 43. Ngon luôn cho các bác này. Con này thì chạy phê rồi. Dành cho các bác nào mà biết chơi máy đấy, dùng con này thì dùng 20 năm. Chạy ok, khỏe, quật cước thoải mái luôn. Rồi, X14 ngày hôm nay 40 ly nhá. 3.500.000 bao ship đủ đồ cho bác này, 3.500.000 nhá. Rồi ok. Bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ qua số điện thoại 0976123330, em tư vấn thêm sản phẩm. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người ạ.